mình đã sẽ gửi đến quý khán giả về tục ngữ ca dao. Và hôm nay có một người tạm gọi là một người học trò đi. Và bởi vì cái người này đó là mê ngâm thơ lắm, bởi vì ca vọng cổ thì rất là hay, nhưng mà cứ là luôn luôn lúc nào cũng mơ ước rằng có một lúc nào đó Trúc Minh chỉ cho biết thế nào là tục ngữ ca dao. Và Trúc Minh cũng đã hứa lâu lắm rồi, mặc dù chị em thì đã gặp nhau rất là mấy chục năm nay, nhưng mà cũng không có thời giờ để mà hướng dẫn cho Tuyết Nha biết thế nào là ca dao và thế nào là ngâm thơ. Thì tiện đây Trúc Minh sẽ nói đến cái này, đó là vỡ lòng ca dao nhé. Mới đầu tiên là vỡ lòng ca dao của nhà thơ Duyên Anh đã nghiên cứu và đã sưu tầm đó. Thì không có nói xa xôi, là nói đến vỡ lòng thôi. Là từ cái ngày mà hồi đó là Trúc Minh đi học lớp 3 đó, thì đã nói đến ca dao rồi. Chẳng hạn như là con biết rằng là chữ nước ta con cái nhà cần phải học không? Bây giờ đây là Tuyết Nga đọc cái này đi. Đây là ca dao vỡ lòng đấy. Dạ, ca dao vỡ lòng thì cái đọc như thường á. Đọc như thường đi. Dạ. Thì chữ nước ta con cái nhà đều phải học. Miệng thời đọc, tai thời nghe, đừng ngủ nhé, đừng ngủ nhè, chớ láo táo, mày lên sáo mới dở lòng, đọc cho thông, viết cho thạo. Mà Tuyết Nga có biết rằng là hồi xưa mình đi học như thế nào không? Dạ. Đi học gọi là phải học thuộc lòng trả bài đó, biết không? Dạ, học nhớ. Như cuốc kêu mùa hè đó. Dạ. Bài thuộc như cháo thì không ai chê mình lười đó. Dạ. Mà ngày ngày nếu chỉ ham chơi bài học mà ngấp ngứng thì bạn cười thầy chê, có nhớ câu đó không? Dạ. Bởi vậy sẽ nhắc lại những... Đây là mình không những là mình trở về mấy kỷ niệm, mà mình cũng nhớ lại cái thời thơ ấu của mình. Mà cái thời thơ ấu thì nó đẹp lắm, không phải lo ăn lo mặc, không phải lo gì, chỉ lo học và lo chơi thôi, phải không? Và nếu mà không lo học thì bị đòn. Thế nhưng mà đầu tiên là cứ nói chữ nước ta con cái nhà đều phải học, miệng thầy đọc, tai thầy nghe, đừng ngủ nhè, chớ láo táo, mày nên sáu, còn ai thì nên năm, mày nên sáu mà. Mới vỡ lòng, đọc cho thông, viết cho thạo. Nhưng mà đó là những cái câu mà đầu tiên mà đưa vào, nghĩa là những đứa trẻ đang học đồng ấu để cho nó thuộc như vậy. Rồi bắt đầu là các cụ giáo dục con cái, mà không phải giáo dục là bảo con phải làm cái này cái kia, mà có những cái bài thơ là chẳng hạn như là đây này, để cho Tuyết Nga phải đọc đi để mới hiểu được tiếng Việt và thuộc được ca dao. Đây này đó, cái bài này đó, đó nói làm sao? Con ơi, muốn nên thân người lắng nghe, lắng tai nghe những lời mẹ cha, gái thì giữ việc trong nhà, khi vào canh cưỡi, khi ra thiêu thùa, trai thì đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa, mai sau nối được nghiệp nhà, trước là đẹp mặt, sau là ấm thân. Thế thì Tuyết Nga có thấy là rằng là những người mẹ đó. Dạ. Mà nếu mà bây giờ cái bài này mà Tuyết Nga thuộc á, thì thường thường các cụ mà đi á là hỏi vợ cho con á, là các cụ phải nhìn thấy cái cô con gái này phải đảm đang chứ, mà cứ đảnh đoảng thì làm sao mà cưới được. Dạ. Cho nên là phải khi vào á, mà lại còn phải là cái gì thức khuya dậy sớm con ơi. Nghĩa là những cái tục ngữ ca dao hồi xưa đó là Trúc Minh thuộc ghê lắm. Dạ. Vâng lời sau trước con thời chớ quên, công cha nghĩa mẹ con đền, vào thưa ra gửi mới nên con người. Không có bảo rằng con phải đi ra thưa vào trình, nhưng mà dạy cho những bài học ấy thì tự nhiên là mình biết là mình muốn nên con người thì mình phải kính già này, mình phải nhường trẻ này. Rồi đó là mình phải lễ phép, gọi thì phải dạ này, bảo thì phải vâng này. Đó là cái tự nhiên, và đồng thời nó đi vào trong cái tiềm thức này và không bao giờ. Cho nên là nếu mà các cụ mà muốn cho mình nhớ đó thì cụ con ơi, muốn nên thân người lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha. Đó là mình ngâm theo sa mạc. Thế mà khi nào mà mình thấy là lục bát thì mình cứ ngâm sa mạc. Còn chẳng hạn như là có những người họ rất giỏi,
họ chuyển rất là lẹ, là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà họ nghe cái tiếng nhạc, tiếng sáo mà kéo lên, hoặc là họ nghe cái tiếng đàn tranh mà kéo lên, thì họ biết rằng cái thể điệu đó là cái thể điệu gì, là họ vào được. Còn bây giờ đó thì Trúc Minh nghĩa là ngâm chay thế này thì không có thể vào ngay cái thể điệu gì được. Yeah. Thì ra mình cũng phải chuẩn bị trước. Chẳng hạn như là nếu mà mình muốn ngâm, mình phải diễn đạt thì mình phải có bài mẫu. Yeah. Trúc Minh đã nói cho Tuyết Nga biết thế nào là sa mạc, thế nào là du con, yeah, và thế nào là nảy kiều. Rồi bây giờ Tuyết Nga có muốn là hỏi về thể điệu nào nữa không? Tuyết Nga thì qua Mỹ năm 10 tuổi, thành ra có lẽ là Tuyết Nga nhớ mang máng những cái gì kỷ niệm ở Việt Nam, và trong lòng Tuyết Nga lúc nào cũng muốn biết hết tất cả những cái gì thuộc về quê hương của mình, những cái đặc sản, những cái gì mà có cái tính cách của cái người Việt của mình thì Tuyết Nga đều muốn biết hết, nhất là về nhạc cụ như nhạc tân nhạc, cổ nhạc, thơ nhạc, tất cả những cái gì về nghệ thuật của người Việt Nam mình Tuyết Nga đều muốn biết. Cho nên có lẽ là tất cả những cái gì mà nghệ sĩ Trúc Minh đã hiểu biết qua cái thời của Trúc Minh có lẽ là xa xôi lắm, mà Tuyết Nga rất là mong mỏi được biết những cái cổ tích, những cái gì xưa xa xưa của người Việt mình. Cái này á, thưa quý khán giả, nghĩa là tuổi trẻ mà đòi biết nhiều thì chắc chắn rằng cái chương trình này Trúc Minh sẽ đem đến tất cả những cái gì mà Trúc Minh học được và mang ở trong cái tâm tư của mình, và muốn gửi lại tất cả những quý vị nào yêu thơ và yêu tiếng Việt và yêu những cái gì kỷ niệm. Ở Việt Nam á, thì có sa mạc, bồng mạc, cỏ lả, quan họ, nảy kiều, rồi tao đàn. Thế rồi là còn nhiều thể thơ lắm, nhưng mà không có nhớ hết được, mà nhất là lại không có đàn nữa thì không thể nào dễ dàng mà bắt nhịp mà để mà mình hát theo cái chương trình này, phải có một cái đàn. Yeah. Thì thổi sáo cũng vậy, chẳng hạn khi mà cái tiếng sáo mà họ thổi lên là mình biết rằng cái đó là tao đàn, hoặc là cái tiếng sáo họ thổi lên thì mình biết rằng cái đó là sa mạc. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì chúng mình sẽ nói đến cái thể mà hát quan họ. Yeah. Mà quan họ đó thì nó chỉ khó nhất là những cái luyến láy ở đằng sau thôi, chứ còn nếu mà hát thì cũng dễ thôi. Yeah. Bao quản ni ơ ơ ơ nằm đầu là thân, là thân lươn kia. Bao quản ni ơ ơ ơ nằm đầu, chị hai về là chị hai tính ơ ơ, để có mấy đôi tôi về, đôi tôi toán đi ơ ơ, tính toán mà chi, tính toán nữa ơ ơ ơ, làm gì có yêu nhau thì bàn chuyện phân vi, kẻo mãi là mãi tiếng bất nghi ơ ơ ơ, tiếng chỉ lại bảo ý à tại tôi. Đó là hát. Yeah. hát quan họ. Yeah. Rồi có những cái thể điệu không mà ngoài cái ý ơ đó, mà chẳng hạn như là treo lên quan dốc ngồi gốc, ôi à cây đa răng tôi lý, ôi à cây đa ai xui, ôi à tính tăng tình rằng cho đôi mình gặp
xem hội cây đêm chẳng rằm rằng tôi lý ôi à sang chẳng tôi lý ôi à sang chẳng. Khi mà mình biết rằng cái thể điệu đó là cái thể điệu hát quan họ thì bài nào mình cũng thể hát được, nhưng mà cái khó nó là cái khó ở cái đằng sau chẳng hạn, cái kia thì nó khác và cái bài này nó khác, là nó có những cái ôi a rồi cái ý a, chẳng hạn như là cái bài còn duyên là duyên kẻ đón đón người đưa, hết duyên là duyên đi sớm sớm về chưa ấy chưa mặc lòng người còn không, đây tôi vẫn ở không ý mà còn không, đây người chưa có chồng đây tôi chưa có ai, tính a tình tính tình 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 a hội a ư hội ư là ư hội ư. Nếu mà mình hát được ư hội ư, mà bây giờ nếu mà Trúc Minh viết ư hội ư ư hội ư ư thì nghĩa là về nghĩa là không biết là tiếng Nga ư đến bao giờ mới. Hồi nãy giờ Tuyết Nga nghe Trúc Minh ngâm những cái bài thơ mà Tuyết Nga thấy có thấm thía trong lòng. Tuyết Nga thấy là cái ngâm thơ của cái ru con nó nghe giống như là ở trong miền Nam người ta cũng có ngâm thơ ru con ầu ơ, cái tiếng ầu ơ nó nghe rất là thân thương và rất là thân thuộc, làm cho Tuyết Nga thấy rằng ở trong cái nhạc thơ nó có những cái điệu nhạc khi nào là vui, khi nào là buồn, lúc nào để ru con, lúc nào để tỏ tình và lúc nào để bày tỏ một cái gì ở trong lòng của mình đó. Xin nghệ sĩ Trúc Minh cho biết là ở trong cái bài vừa rồi Tuyết Nga nghe, Tuyết Nga có nghe cái điệu nhạc hình như là giống như là người ta ca ở trong cái lúc mà người ta làm ruộng, giống như có phải như vậy không? Không, cái bài á, các cụ thường nói đó là thân lươn thì bao quả nấm bùn, tức mình đã là con người rồi, mình sinh ra cuộc đời này rồi á, thì đương nhiên là sinh ra là đã hai chữ á, là khổ a. Không biết là Tuyết Nga nghe cái là em bé nó sinh ra thì Tuyết Nga nghe làm sao? Dạ, thì nghe nó khóc. Không, có người nói rằng là oa oa, nhưng mà Trúc Minh thì không thấy nó kêu oa oa. Mà rõ ràng Trúc Minh nghe nó nói khổ a. Dạ, thì Tuyết Nga thấy rằng ở nhiều khi ở những cánh ruộng đồng người ta hay ngâm những bài thơ để người ta tỏ tình với nhau. Một bên trai thì ngâm một câu nào đó, rồi một bên gái thì ngâm đối đáp lại, nó rất là vui. Không biết có phải những cái câu thơ đó mình dùng để trao đổi không? Chắc chắn rằng là cái chương trình của Trúc Minh này thì nó dài. Bởi vì hễ nào khi nào đó mà không có tiếng Việt hết thì mới không có còn nghĩa là những cái vần thơ. Thì ra cái chương trình của mình thì chắc là nó dài vô tận lắm. Bởi vì là khi mà một cuốn tục ngữ ca dao mà Trúc Minh đã đọc mà đọc nó là gọi đọc nghiến ngấu đó, mà có khi cả tháng cũng chưa hết. Mà bây giờ mỗi một chương trình của mình có một tiếng thôi Tuyết Nga. Yeah. Thì ra nếu mà Tuyết Nga muốn biết đó, thì mai mốt Trúc Minh sẽ tới nhà của Tuyết Nga, Trúc Minh dạy thêm. Và vâng, thưa quý khán giả, đây cũng là một cái niềm vui mà Trúc Minh được đem những cái sự mà đam mê của mình và gửi đến khán giả, và cũng ước mong rằng quý khán thính giả cũng thích cái chương trình này, và Trúc Minh ước mong rằng sẽ được là gặp lại quý khán giả lần sau. Xin Tuyết Nga. Tuyết Nga cũng xin kính chào quý vị khán thính giả. Thank you.